Hẳn rằng, với mỗi người dân Việt Nam, một đôi dép Lào quả thực không còn phải là xa lạ. Tuy nhiên, nhiều người cho rằng loại dép mà nhiều người gọi là dép Lào thực ra là dép Thái vì nó được sản xuất từ Thái Lan. Liệu nhận định này có chính xác không? Trong số TGM History này, hãy cùng chúng tôi đi cắt nghĩa nhé! Dép Lào không có xuất xứ từ Thái Lan và cũng chẳng phải do Lào sản xuất. Đơn giản là vì sau năm 1975, nhiều người Lào và miền Trung Việt Nam, cụ thể là ở Nghệ An và Quảng Trị, hành nghề buôn bán, người nào cũng đi loại dép sở ngón. Thậm chí, có một số người chuyên bán loại dép này nên dân ta gọi là dép Lào. Thế rồi cái tên dép Lào làn khắp cả nước. Dép Lào được sử dụng từ thời Ai Cập cổ đại. Ngày xưa, dân ta thường gọi loại dép sỏ ngón này là dép tông theo cách gọi của người Pháp là tông. Một loại dép phổ biến nhiều nơi trên thế giới được sử dụng từ thời Ai Cập cổ đại, khoảng 1.500 năm trước công nguyên. Tuy nhiên, có những hình vẽ trên tường cho thấy loại dép này xuất hiện cách đây khoảng 6.000 năm. Nhìn chung, thời xưa, người ta dùng nhiều chất liệu khác nhau để làm loại dép này. Ở Ai Cập cổ đại, thường sử dụng lá cọ và giấy cói. Trung Quốc và Nhật Bản thường làm bằng dơm, Ấn Độ dùng gỗ, ở Nam Mỹ người ta dùng lá cây thùa sợi. Còn những thổ dân ở Mexico sử dụng cây yucca, tộc người Maasai ở châu Phi lại làm bằng da sống. Ngày nay, dép tông chủ yếu làm bằng cao su, nhựa dẻo, bọt xốp, da lộn, vải và hợp chất polyethan, kiểu dáng khá đa dạng, có loại sở ngón giữa trên cái và trò, có loại ngón trò và ngón giữa, loại ngón giữa và áp út, loại sỏ một hoặc hai ngón vào lỗ nhỏ gắn trên mặt dép. Dép tông, dép lào hay dép sỏ ngón còn có nhiều tên tùy theo ngôn ngữ và quốc gia với thiết kế khác nhau. Nhiều nước gọi chúng là sandal. Ở Nhật Bản, người ta gọi là dép zori. Có lẽ loại dép này được nhập khẩu vào Ba Lan nên nước này gọi chúng là japonki. Còn người dân Croatia gọi là japanke. người Bungary gọi là diapanki. Đến khi sang New Zealand thì chúng có tên thương mại là jackdan, tức loại dép sandal, có nguồn gốc từ Nhật riêng Ukraine và Nga sử dụng loại dép tông xuất khẩu từ Việt Nam, nên dép này được gọi là Việt Nam Kỳ. Còn dân Hy Lạp gọi là Sajonares, dân Tây Ban Nha gọi là Chancleta, khi du nhập vào Bồ Đào Nha thì chúng có tên là Chinelo, ở Anh, Đức, Mỹ, Thụy Điển gọi chung là Flip Flop. Nhìn chung, có rất nhiều tên gọi loại dép này, tùy theo nước. Ví dụ như Infradito, nước Ý, bakman Adarsi, territ Thổ Nhĩ Kỳ, Slav, Romani, hay vào Vassanda Dali, Phần Lan, đừng nghĩ dép tông, dép lào chỉ dành riêng cho giới bình dân. Trên thực tế thì có nhiều chính khách, giới tu hành cũng sử dụng loại dép này. Năm 2011, khi đi nghỉ ở quê nhà Hawaii, Tổng thống Mỹ Barack Obama lên báo với bức ảnh chụp ông mang một đôi dép tông. Ngay cả Đức Đạt Lai Lạt Ma của Tây Tạng cũng là người thường xuyên đi loại dép này trong lúc gặp một số Tổng thống Mỹ như Barack Obama. Nhìn chung ở Đông Nam Á, dép tông rất phổ biến đặc biệt là đi cùng trang phục truyền thống ở Myanmar. Trước năm 1975 ở miền Nam thì dép tông được gọi là dép Nhật, do loại dép này được sản xuất tại Nhật nhập khẩu vào Việt Nam. Cái tên dép Lào chỉ xuất hiện sau năm 1975. Như vậy về nguồn gốc tên gọi thì có hai cách giải thích theo kiểu từ nguyên từ dân gian. Thứ nhất là do nhiều người Lào sang miền Trung Việt Nam sống bằng nghề buôn bán. Họ đi loại dép tông, thậm chí là bán loại dép này, nên từ đó xuất hiện cái tên dép Lào. Thứ hai là sau năm 1975 có rất nhiều đoàn xe tải từ nước ta quá cảnh qua Lào mua loại dép sỏ ngón về, từ đó người ta gọi là dép Lào nhưng chưa chắc là do Lào sản xuất. Còn các bạn nghĩ sao về tên gọi dép Lào này? Hãy comment cho chúng tôi thế nhé. Quý vị và các bạn đã theo dõi kênh Từ điển Lịch sử, hãy cùng với Subscribe kênh của chúng tôi đi tìm hiểu thêm nhiều những thông tin lịch sử hấp dẫn. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.